Đại khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai sáng nay đã có cảnh báo triều cường ở hạ lưu sông Đồng Nai. Theo cơ quan thời tiết tỉnh, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai đang lên cao. Tại trạm Biên Hòa, mực nước đỉnh triều cao đang lên đạt gần mức báo động 2 là 2m. Cụ thể vào 18 giờ tối qua đạt 1,97m, sáng nay đạt 1,7m. Với mực nước hiện tại, cơ quan chuyên môn cảnh báo trong tối nay và sáng mai, đỉnh triều cao nhất ở trạm Biên Hòa đã xấp xỉ đến trên mức báo động 2, 2m. Sau đó đỉnh triều thấp dần trong những ngày tiếp theo. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông suối, các khu vực trũng thấp tại vùng hạ lưu sông Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Triều cường cũng ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối.